Lời đầu tiên cho phép Thúy Hải xin được gửi đến các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân kính chúc sức khỏe đầu xuân và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi lễ hội của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân đến với lễ hội truyền thống của tổ dân phố Xuân An hôm nay. Khi chúng ta nhắc tới cây đa, giếng nước sân đình, chúng ta từng nghĩ đến những hình ảnh làng quê Việt Nam. Mỗi làng quê Việt Nam đều có những phong tục, tập quán khác nhau và lễ hội chính thức, phong tục, cổ truyền có từ hàng ngàn năm nay. Ngày hội truyền thống làng Xuân An, lòng dân nhiệt huyết chẳng phai nghĩa tình, rộn vui ngay trước cửa đình, liên hoan văn nghệ cho mình gặp ta, câu hò tiếng hát lời ca. Bắc Nam đoàn kết mọi nhà chung vui, nếp sống văn hóa đổi đời, toàn dân thực hiện, mọi người thi đua, làng xóm sạch đẹp hơn xưa, lòng dân ý đảng sớm chưa thuận đồng. Hàng năm tới giữa mùa đông, hội làng truyền thống cặp rồng vươn bay, thôn Xuân An Hạ hôm nay, kinh tế phát triển tháng ngày tiến xa, nghĩa tình tô đẹp vườn hoa, xóm thôn đoàn kết lời ca xuân về. Vâng, để mở đầu chương trình văn nghệ câu lạc bộ quan hệ quan họ thị trấn Bố Hạ, chúng em xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý làn điệu quan họ mời nước mời chầu, xin quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
họ Bắc Ninh. Xin kính mời quý vị